Nữ hoàng Margaret Đan Mạch đang khai trương bảo tàng tị nạn. Một bảo tàng tị nạn ở Đan Mạch mang tên là Flux được nữ hoàng Mar Margaret phát biểu khai trương vào Chủ nhật ngày 26 tháng 6. Đây là một trong những bảo tàng kể về hành trình cuộc sống mà người tị nạn phải trải qua. Bảo tàng trải rộng trải rộng 5.000 m2 trong khu rừng bên ngoài Oskobo, kết hợp với tòa nhà từng là nơi ở của khoảng 35.000 người tị nạn từ Đức trong những năm sau Thế chiến thứ hai và kể câu chuyện về những người tị nạn đến Đan Mạch kể từ đó. Bảo tàng Flood được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho mọi người cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của người tị nạn và cảm giác khi trở thành một quốc gia có người tị nạn. Rahima Abula, 19 tuổi, người tị nạn Syria đã chia sẻ câu chuyện của cô rằng cô rất vui vì ngày nay số lượng người tị nạn đã giảm và có rất nhiều câu chuyện khó khăn đằng sau cuộc sống tị nạn đó. Không ai muốn trở thành người tị nạn, nhưng khi nó xảy ra đến, nhiều người đã không thể trở tay kịp. Theo số liệu của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc công bố vào tháng trước, trong hơn 100 triệu người đã trở thành người vô gia cư, nguyên nhân dẫn đến các cuộc tị nạn một phần là do các cuộc xung đột tại một số quốc gia khiến cho người dân phải chạy trốn. Giám đốc bảo tàng là Klaus Jack Jensen đã cho biết trại Osborne là một trại tị nạn lớn nhất ở Đan Mạch sau Thế chiến. Tại Đan Mạch, các nhà chức trách đã hỗ trợ những gì có thể đối với người tị nạn, bao gồm cả chỗ ở và môi trường để làm lại cuộc sống mới. Song song với Đan Mạch tại Đức, bang liên bang Skavrist Houston cũng như thủ đô thị cũng như đô thị Vart đã hỗ trợ xây dựng bảo tàng tị nạn dự kiến mở cửa cho công chúng vào ngày 29 tháng 6. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức ngày hôm nay. Khánh Nguyên xin được cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thế giới chiều nay.